Xin chào tất cả các bạn. Mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 vùng Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại của mình là 0987 829 002. Số điện thoại này mình cho cả Zalo và Facebook các bạn nhé. Mình sinh năm 1983. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay có một chút kinh nghiệm nho nhỏ chia sẻ cho các bạn về nói về phong lan, hoàng thảo, đặc biệt là dòng hoàng thảo. Về giữa hoàng thảo nuôi theo kiểu công nghiệp và hoàng thảo nuôi khai thác tự nhiên, thì đây nói với các bạn rằng là đây là một lô hạc vĩ của mình. Cùng cũng vì rất nể, anh em chơi với nhau, nhờ nhau để lấy hộ. Thực ra là từ trước giờ mình không bao giờ mình muốn làm cái mặt hàng này. Vì sao là đây, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn vì lý do gì mà hôm nay mình lại không bao giờ mình làm cái mặt hàng nuôi theo trồng theo kiểu công nghiệp. Cây rất đẹp, rất to, rất là mập. Đấy, rất là bự nha các bạn, phải nói. Nếu như mà các bạn mới nhìn thì các bạn nói nghĩ ủi đầy quá tuyệt vời. Phải nói là cực đẹp, siêu đẹp. Nhưng các bạn phải hiểu một điều rằng mắt các bạn nhìn thì rất là đẹp, nhưng đến khi các bạn vấp vào rồi thì các bạn mới thấy. Có rất nhiều anh em hỏi là tại sao lại lúc đầu lấy rất là đẹp nhưng trồng lại cứ chết, hoặc là chưa trồng đã chết. Thì đây hôm nay là một cái nguyên nhân rất là rõ ràng để cho các bạn. Đây là hạc vĩ mà rất nhiều người gọi là hạc vĩ thiên cung. Đấy, thực ra là có lẽ là những người bán lan, buôn lan người ta cũng không hiểu về cái hạc vĩ như thế này. Thực tế đây là hạc vĩ này giống là giống của rừng. Nhưng khi về người ta nhân giống, người ta khai thác, người ta nhân giống, người ta ươm cây và nuôi trồng theo đúng cái kiểu công nghiệp. Thì đây là một trong những lý do mà rất nhiều bạn trẻ, rất nhiều những anh em mới chơi lan khi mà nhìn thì thấy rất là mập mạp, nhưng tỷ lệ thì chết hầu như là 90%. Kể cả phong lan hoàng thảo kèn, hàng của rừng Trung Quốc, xin lỗi là hàng của Trung Quốc nuôi theo kiểu công nghiệp, rất là đẹp, rất là mập, nhưng tại sao tỷ lệ chết rất là cao. Kèn thì còn đỡ, nói về hạc vĩ này các bạn khẳng định với các bạn là chết ít nhất là 80%. Ngay tại vườn thì mình vào khí hậu ở đây rất là mát mẻ. Đây các bạn nhìn đây, thân đây, thân đã có hiện tượng thối nhũn, mặc dù là đã xử lý rồi nhưng không thể xử lý nổi vì lý do là thân nó quá nhiều nước. Họ nuôi để cho nó thân nó to mập ra. Đây các bạn nhé, nuôi cho thân to mập ra rồi sau đó là bán cho anh em, những người anh em chơi hoa lan, đặc biệt những người mới chơi thấy rất là rẻ. Thực tế nó chỉ có 200-250 một kg thôi. Đơn này thì mình lấy 50 cân lấy hộ. Cuối cùng là đây các bạn nhìn, giá không rẻ, 160.000 một cân. Đấy, chưa kể hao hụt. Đấy, cước kiếc về đến đây nói với các bạn. Nên là khuyên anh em một điều rằng là nếu như các bạn chơi, chỉ chơi một mùa thôi thì các bạn hãy mua hạc vĩ, hoặc là bất kể một loại gì khác các bạn nuôi theo trồng theo kiểu công nghiệp. Đặc biệt là dòng thân thòng, hàng của Trung Quốc như thế này. Đấy, đây là một trong những cái lý do mà mình không bao giờ mình muốn trồng những cái thể loại như thế này. Rất là đẹp, giá thì rất là vừa phải. Nếu mà tính hạc vĩ rừng như này thì chắc phải tầm 300.000 một cân. Đấy, không nói với các bạn là như vậy. Nên là hôm nay chia sẻ cho anh em bằng cái kinh nghiệm chính bản thân mình tại nhà vườn của mình luôn. Chúng ta nên chơi này. Theo như mình, quan điểm của mình đó là chơi hàng rừng, không chơi hàng công nghiệp. Đấy, khẳng định với các bạn là những cái đơn hàng như thế này thì đến năm thứ hai thì không bao giờ còn, không còn một ngọn nào luôn. Đấy, như này đã chết gần, hầu như là đã là chết, tỷ lệ bây giờ đang tỷ lệ là 30% rồi và còn tiếp tục nữa. Đây các bạn, thân rất mập, nhũn thân luôn. Đây các bạn. Đây là kinh nghiệm nho nhỏ để chia sẻ cho anh em mới chơi, hoặc là những anh em đã chơi lâu rồi. Để nhìn thấy thì rất là bắt mắt, nhưng mình khuyên các bạn là nên cân nhắc khi mà mua những cái dòng như này. Đấy, thà rằng không có thì hơn, nên có vào để các bạn nhìn đấy xót xa. Đấy, nó thực sự là như vậy. Đây, hạc vĩ nuôi theo kiểu công nghiệp, đặc biệt thân rất là mập, rất là bự. Kể cả hoàng thảo kèn nữa các bạn nhé. Nên là các bạn nên cân nhắc khi mua.
Thế tại sao vườn mình không bao giờ mình trồng những cái dòng như thế này? Đây, hôm rồi lấy về thực tế là nào? Không thể tưởng tượng nổi nó lại chết nhiều như này. Chưa bao giờ mình làm thử. Thế nhưng là năm nay mình làm thử thì đến rồi chẳng qua là hộ thôi. Đấy. Các bạn 50 cân. 50 cân hạc vĩ. Thực ra là mình không trách ai cả, nhưng mà đây là một cái bài học cho những người mới chơi lan hoặc đã chơi lâu rồi. Nhìn thấy mập đẹp thì các bạn cũng nên tránh xa một chút. Nếu như các bạn chỉ chơi một mùa thôi thì cũng được. Nhưng nếu như các bạn mà chơi xác định chơi lâu dài và hoa đẹp thì các bạn nên cân nhắc. Hôm nay chia sẻ cho nhỏ như vậy cho các bạn, cho tất cả những anh em chơi hoa lan. Biết được cái dòng tại sao là mình không bao giờ mình thích hàng nuôi theo kiểu công nghiệp như thế này. Vì tỷ lệ chết nó quá lớn. Hai là các bạn biết là tiền bạc là một phần, nhưng nhìn những cây lan bỏ thì vương mà thương thì tội, cuối cùng là vứt thì không dám vứt, là cứ phải để. Vâng, rất cảm ơn các bạn, cảm ơn anh em đã thường xuyên theo dõi kênh của mình. Mong rằng là những cái kinh nghiệm nho nhỏ như này chia sẻ cho các bạn thì sẽ giúp ích được cho các bạn, để giúp cho các bạn có những cái giỏ hoa lan đẹp, kết nối được niềm đam mê trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.